Đan Trường và vợ đã đón con trai đầu lòng tại Mỹ hồi cuối tháng 2 vừa qua. Con trai của anh Bo chào đời nặng 3,5 kg, được đặt tên là Thiên Từ. Trước khi vợ lâm bồn, Đan Trường cũng từ chối rất nhiều show diễn ở Việt Nam để sang Mỹ cùng vợ đón giây phút con trai chào đời. Từ khi có con, cuộc sống của Đan Trường thay đổi khá nhiều bởi anh phải sắp xếp thời gian vừa chạy show vừa chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, anh và vợ có những quan điểm khác nhau về việc nuôi dạy con sau này. Đan Trường lại không muốn Thiên Từ theo con đường nghệ thuật, nhưng mà không ngờ lại được mọi người chú ý nhiều tới Thiên Từ quá, và Thủy Tuyên lại muốn Đan Trường Thiên Từ theo nghệ thuật, thì hai người hơi đối nghịch nhau chút xíu. Tại Đan Trường muốn Thiên Từ học thật giỏi và có một cái tương lai, một cái công việc nào đó cao cấp hơn ở bên Mỹ để có thể tự lo cho bản thân của mình. Đó là nguyện vọng lớn nhất của Đan Trường dành cho Thiên Từ. Tại vì không có được gần gia đình nhiều, không có được gần bên gia đình người thân của mình, cứ ngày đây mai đó, và nhiều lúc cái tuổi xuân trải qua rất là nhanh. Giống như các bạn trẻ 20, 20 mấy có thể ra ngoài đường tham gia hoặc là chơi vui với những người thứ xung quanh, nhưng mà riêng bản thân Đan Trường thì hầu như là 20 năm đều không thiếu trong nghệ thuật. Bây giờ tới 44, 42 tuổi rồi mà vẫn nhiều thứ Đan Trường chưa biết tới nữa, nên Đan Trường muốn con của mình làm người bình thường. Đan Trường chỉ biết là nghe nói rằng là khi mà trẻ em khoảng mấy tháng thì mình cho nghe nhạc Mozart để cho bé thông minh hơn, thì ngày nào Đan Trường cũng cho bé nghe nhạc hết á. Thứ nhất là nghe nhạc sáng thức dậy thì nghe những cái nhạc Mozart để bé sảng khoái, bé thông minh hơn. Trước khi ngủ thì nghe những cái nhạc relax để cho bé dễ ngủ, và luôn luôn cho nghe nhạc để chi, để khi mà mình làm việc va chạm hoặc có tiếng động thì bé không bao giờ thức. Nhiều lúc mở nhạc đen đùng 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 luôn mà bé vẫn ngủ ngon lành.